Đây này. Đó, nó vô rồi chứ. Cái chỗ này nó có gì người nhà giới thiệu người nhà ra tới làm. Là 3 triệu mấy. Bây giờ hai răng này anh muốn làm thứ đó cũng được. 3 triệu, hai cái 7 triệu. Đẹp lắm. Gắn vô là như ý, bảo đảm luôn. Gắn vô là như ý luôn. Loại hai này là 1,5 triệu. Loại này là cỡ trung. Loại này cỡ trung thôi. Không có chùm loại thì nó tốt thôi. Cái kia là không chùm loại. Nó đẹp chứ nó vệ sinh. Anh thấy gắn vô cái là trong suốt như ý luôn. Nó cứng hơn. Khỏi chê luôn. Thôi mình làm loại chung thì được rồi.